Để cho em ra đi. Rồi ra. Mày ơi, nó như vậy đó, nhẹ nhõm vậy đó. Kêu con Bi đi vô chuồng cắt. Đi vô chuồng. Kêu nó lẹ lên. Lẹ lên. Nó chọc cái cắn rồi. Sao Liễu yếu đầu tơ quá dạ, đi ra đi con. Ra. Cái cửa nâng nhẹ chút là ra. Đừng Bi, để cho em ra Bi. Rồi ra. Mày ơi, nó như vậy đó, nhẹ nhõm vậy đó. Mà nó không chịu ra, nó cứ kêu nãy giờ sùm hết trơn á. Nha. Rồi đi qua hồ cá đi con. Đi qua hồ cá. Rồi con qua hồ cá đi. Rồi, chào mừng một ngày mới nha. Nha, đây hồi chị lấy hạt hướng dương cho Trang. Ruby nè, Ruby mình mẩy đây nè. Dơ quá Ruby ơi, mình mẩy bữa nay tắm Ruby nha. Nha. Hèn ơi, sao dạ bé két? Hả? Bữa nay cái dây nó dày ra tới đây rồi, nó phá cái cây lá cách người ta gần hái đọt ăn rồi, giờ nó phá như vậy đó. Cái kìa. Sao? Hả? À, sáng sớm chưa ăn gì đi hái lá cách ăn rồi đó hả? Hả? Thả cho dây dài qua đây ăn lá cách của người ta hay gì? Hả? Cái đọt tới lúc hái xào ăn rồi, giờ nó hái nó lá nó ăn kìa kìa. Kìa nó phá kìa. Quy làm gì của Quy? Rồi hái đi lại đây ăn vậy đó ha. Nha. Nó phá đủ trò chàng á nha. Ê, chơi như vậy cái hả? Rồi ở đâu mà lụm được cái viên sỏi đó mà chơi vậy? Hả? Coi nè, không biết ở đâu mà sưu tầm được cái viên sỏi rồi giờ cầm chơi vậy đó. Hả? Hèn chi nãy giờ không có nghe nó kêu Ruby ra biểu là lý do đó đó. Nha. Ở đâu mà cầm được đây không biết nữa. Bi ơi, Bi đi vô. Bi ăn. Ôi, đi vô đi. Đây, đi vô. Đi vô. Con chừa cục xương lại để cho nó ăn cái kia trước đi con. Để thôi nó ăn cục xương nó bỏ cái kia kiến bu à. Con để cục xương trên nóc chuồng đi con. Dễ gì nó ăn rồi, dễ gì nó làm. Trước kia chưa cho ăn thì làm. Mình mẩy nó kìa kìa, dơ bẩn chưa. Nó lăn lộn đâu không biết nữa, để bữa nay tắm nó. Rồi Két thiện hồi chị cho ăn hạt hướng dương nha. Nghe Két. Cái ơi, nữa quay cái mặt dấu nữa, mỗi lần quay phim là quay cái mặt dấu rồi là sao? Hả? Hả? Cái kìa nó quay cái mặt. Hả? Cái máy chiếu tới đâu là nó lắc cái đầu tới đó à, cái kìa. Nhắm dấu nổi không? Hả? Đây nè. Nó chọc cái cắn rồi. Làm sao? hả kìa, hả chọc cái cắn hả, hả nói gì cũng nói theo hết trơn ha. Đuổi Ruby vô chuồng á, kêu Ruby vô chuồng thì nó nói lẹ lên, nó biết hết trơn à, nó biết kêu vô chuồng là phải kêu lẹ lên. Thay vì nó nói theo Ruby vô chuồng, không, không nói, lẹ lên vậy đó. Kêu con Bi đi vô chuồng các, đi vô chuồng, kêu nó lẹ lên, lẹ lên. Ruby đi vô chuồng, đi vô chuồng, kêu Ruby vô chuồng á con, hả, lẹ lên hả, hả, kêu nó kêu Ruby vô chuồng để nó lẹ lên, Hai chiều rồi vô chuồng đi con, lẹ lên, lẹ lên. Đi đi vô chuồng đi con, đi vô chuồng, đi lẹ lên đi các, lẹ lên, nói lẹ lên thôi còn đứng đó, vô chuồng đi con, đi đi vô chuồng đi con, vô, đi vô chuồng đi con, đi vô, rồi các vô chuồng nha, rồi vô chuồng đi con, rồi đi vô chuồng lẹ lên, nhanh lên, rồi đi vô chuồng, rồi vô, lẹ lên, nhanh lên, tới đó, đứng đó ha. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, lẹ lên, trời mưa ướt nhẹp rồi. Vô, lẹ lên, nhanh lên. Lẹ lên, nhanh lên. Lẹ, nhanh. Rồi, nhanh, nhanh, rồi đi vô đi con. Rồi, đứng đó nghe. Nè. Ngủ nghe, không có đi ra ngoài nữa nghe chưa. Tôi đóng cửa rồi đi ra ngoài rồi, hồi là chuột giật mèo quào đó, không hay đó nghe chưa. Đóng cửa rồi đó nghe. Ai cho cá ăn, cho cá ăn. Ai cho cá ăn. Vô chuồng ngủ không lo thân mình đi, giờ này nhắc cho cá ăn nữa hả? Hả, tối ngày lo cho con cá không à nha. Nha. Nó trong chuồng này nè, đóng cửa chuồng này nè. Rồi trời mưa trời gió mà vẫn còn nhớ là nhắc cho cá ăn. Hết sức nó không? Rồi lấy thức ăn cho cá ăn Bảo Thi ơi. Con két nó nhắc nè.